Xin chào quý vị thân mến, hiện tại thì em cái với A Hầu. Hôm nay thì A Hầu chính thức tập xe cho em dợ. Thì đưa em dợ lên đây, mình sẽ chuẩn bị tập xe nhá. A Hầu, hướng dẫn cách cho em dợ để xa số này, cái số ga nhá. Súp đau rồi. Anh dễ sao đâu, A Hầu nhá, hướng dẫn cách để cho em dợ nó tập đi nhá. Vì trước kia em cái hướng dẫn cho A Hầu đi tập xe thì cũng mất tầm một tháng thì A Hầu mới đi thạo được. Ga nhá, ga từ từ. Em phải luôn luôn bảo em sợ đó, lấy cái đầu đi thẳng. Đây, ở chỗ là thật ở thật ở trong rồi mà. Lê. Ở thì. Thì nó. Nó mà ở sẽ té chứ chứ. Muốn đi không có đúa lên. Lê mũi à, ô chứ đúng không? Nó gam à. Ra lên thì ra thiệt. Gam. Có thể té chứ chứ đúa, ở chứ đúa nha. Nó ga ở thể chứ đúa. Đấy, A Hầu, về đây nhìn anh hướng dẫn cho em rồi đi đây. Đấy, ớt sẽ đá cho nó. Đó, chứ được chứ được. Đó, gã nó sẽ chứ được chứ được chứ được chứ được. Đây, A Hầu vào đây. Đây, cứ kệ xe thì em lại nhẹ tay thôi nhá. Em cứ nhẹ tay thôi, em đừng có mà cứ nhiên nặng quá thì lúc không phải là em giận không đi được mà một phần là do em. Ớt sẽ tế nữa, ớt tuổi mà, ớt chỉ xôn kia nhà mà ba mày hết vào. Đây. Xong rồi. Hai cái tay của em luôn luôn em chỉ giữ thôi, em đừng có mà nhức nặng quá phải không? Lệ. Ông mà phá ao đây nhỉ? Ông chỉ thốt kia, anh còn kia lúc mà cua ấy. Cắt tạo. Hai tay của em luôn luôn giữ nhưng mà giữ từ từ thôi, đừng có mà nhức nặng quá. Không mà thì để chứ. À, ý là A Hầu muốn chở cho em dợ đi một vòng thử. Ơ chỉ rõ rồi nó khía, nó khía nè. Nó rõ cho nó khía ở ga này đi chẳng kìa. Ơ nhớ rõ hộp quân nó khía. Hỏi không rõ rõ nó thao khía. Ý là A Hầu muốn chở cho em dợ đi một vòng để hướng dẫn cách ga này đi như thế nào nhá. Ơ cái rõ rõ nó khía đi chẳng kìa. Ơ bỏ pháo, pháo xuống dưới à? Hả? Chạy uống mùng, chạy. Đây, A Hầu quá là tự tin rồi này. Không, nó rõ rõ dùng xíu này. Đấy, ơn gì này. Đây bây giờ thì A Hầu đã hướng dẫn cho em dựng cách để giữ phanh luôn luôn, lúc mình dừng ấy dừng thì phanh hai phanh luôn luôn giữ. Ốp thì ốp có sao mày thế à? Rồi ra mũ đấy, có mũ rồi.
A Hầu chở cho em dẫn đi một vòng ấy, xong thì hướng dẫn cách ga này, cái dí phanh này, lúc mà từ từ thôi, bắt đầu học có cái son số thì chưa ấy. Bây giờ thì A Hầu cũng là khá lâu ấy, vì cái xe của A Hầu cũng hơn là mưa mấy ngày. Bây giờ A Hầu cũng muốn đi xe tranh, đi xe một vòng cho em dợ nhìn hết nào. A Hầu đi à? Từ từ đấy nhá. Đây ạ. Bây giờ A Hồng muốn đi tập xe đi oai cho em dợ. Dương người đi vào đây cũng khá lâu hả không? Đây A Hồng đi vào đây cũng khá lâu này. Có bị sao không đấy? Sao? Thế thì lấy ra đi. Đi từ đó. Đáp ơi cho em tập đi. Đi oai thế thôi. Đi thôi, được rồi, được rồi. Bây giờ A Hầu đi rất là oai, nhưng mà chúng tôi đi la vào cái xuống này, cái chú cỏ giận cao này đấy. Bắt lột sầu đi hả mày? Giờ xuống đây A Hầu, xuống cho em dợ đi đấy. Ủa rồi em đi được một vòng rồi nhưng mà vẫn đi oai. A Hầu đi rất là oai nhưng mà tự dưng lại đi vào la cái chú cỏ này. Lúc là A Hầu đi oai cho em dợ nhìn đấy, để cái tiến độ của A Hầu xem nào cũng thế nào. Đâu mà đâu cái chữ mà gạo thì là chữ tủ này. Có uống phân nhầm những giang tàu không chia tần những con chữ tàu nhé. Phân chỉ không đi. Em đi xe em luôn luôn phải nhìn vào phía trước, đừng có nhìn vào đây đâu. Mà cũng không nhìn vào chỗ khác đâu. Ý là do chữ thầy lấy mua thì cần chỉ riêng chia tầm tối nhá. Chết một đây. Có thể cùng riêng tàu. Chống, 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 bây giờ thì A Hầu đây chảnh tay của em dợ đây này, luôn luôn phải đi nhìn vào phía trước và ra vẫn chuyển chia tầm tối nó thì đang sao đồng đó. ก็ว่าตัวนี้ชื่อฟอร์ชัดเจนนี่ก็ว่าเลยแต่ถ้ามันจริงถ้ามันจะลิ้งตัวมันจะเช้าตัวมาก็จะตีกันลงจ้าเกี้ยจ้าเช้าเช้ามาจ้านี่ em dứa đây em cứ nhẹ nhàng thôi. Em đừng có mà đè nặng thế này, nặng quá rồi sau thì biết là sau quá em nó đi chưa thảo phải không? Anh đã hướng dẫn rồi, em cứ là dứa thôi, em phải nhẹ tay thôi. Đây vì A Hầu đang giữ cái phần đích ấy, đôi lúc A Hầu cũng là hai cái tay cứ đè lên trên này thì cái phần đích rất là nặng thì em dợ đi mới không thảo mà. Ô tua mà thôi tùy tranh ô có chị ban thì cái này chỉ cái hơi hở.
dở luôn luôn cái đầu này phải không? Đây, em muốn đi thẳng vào đây xem hai cái tay này em cứ quay vào đây phải không? Xong ga thì đều ấy. Ở lẻ thì ở chỉ chốn thì ở chỗ lồng bé nhá. Chỉ có sạch các chị ga ở ga lồng múa, tao xuất hiện thì ấm mà ga còn thì tao có kênh lồng bé. Ở các chị ấm mà ga thì đó, ở các chị ga này, ga này. Ở các ga, ở các chị lồng. Chạy ở các chị ga, ở ga lô lô, ở ga. Từ đừng có mà kéo như thế này. Đây, bây giờ A Hầu hướng dẫn cho em dợ cách để quay xe. Lúc nào mà em dợ tự đi thì A Hầu ấy. Đây, A Hầu tất cả mồ hôi đây rồi. Mồ hôi vất vả quá. Dạy em dợ tờ xe cũng rất là vất vả nha. Ao đang hướng dẫn cho em ra đi thi cái vòng số 8 này. Ao, anh giờ đi xa đi bộ rồi, giờ đi vào vòng số 0 như này. Hãy
cho mà. Thì tao không được ra. Chỉ tôi bảo là tôi lúc học vừa mà. Tao tổ cùng chát cùng tôi không có vào đây đâu nào. Thì ở tiếng nhá mà. Dưới phần xe hôm nay hướng dẫn cho em dẫn tập, nhưng mà A Hồng cũng khen bảo là đi được. Để em cái dưới phần đích để em dẫn đi đi một vòng xem nhá. Để cho anh kiểm tra lại xem nào, đi được không? Múa hả chị múa? Có thể có sai đâu. Có thể gắn được tù mà. Phần giờ có rồi chị nhà này. Yeah.
lẹ thay. Đây. Tôi là xích. Hôm nay thì nhờ A Hầu về hư dẫn dạy em dợ ấy. Thì cái tiến độ thì em cái kiểm tra lại thì em dợ cũng là đi cũng khá được một tí rồi. Nhưng mà nếu mà bảo là đi thảo hoặc là không cần ai không có người giữ đít ấy, thì chắc cái này cũng chưa chát. À, cái này thì chắc cũng để mấy hôm nữa. Anh em mình vào đây thì cho em dợ tiếp tục lại tập. Bây giờ thì cũng khá muộn đấy. Bây giờ thì em chắc có lẽ em cái cũng là xin dừng cái video tại đây ạ. Xin quý vị khán giả ở cái video tiếp theo.